thấy chứ vung quá à, tôi sợ là mỗi lần mà quay rồi cho người khác đi chào, mỗi lần quay á thì 3-4 ngày, 2-3 ngày có tới cho này kia nọ, bây giờ qua là hết cái gì cũng hết, để khác cái tay bỏ nổi cái bò để chết đói đi bò, không không dám nói với ai hết, sợ cả cười. Bởi vậy em cứ đuổi hay lấy rắn cắn ta không, rồi sao ta giống quá em thả rắn tiêu tiêu rít rắn vừa cắn ta không sao ta nó giống quá hả? Nói đúng quá em ru hả? Dạ Phong xin chào cô chú anh chị và các bạn, thì hôm nay là Phong đi vô thăm thăm bà Đặng, ngoài Đặng tìm một chút bình yên nơi bà Đặng thử hôm nay thì có được không nha, chứ giờ bà nào bà nấy hả cũng quá trời quá đất với Phong rồi. Bà nội qua cũng ăn hiếp nè, rồi hả ở bên bà hai bà tư cũng quá trời rối đầu luôn rồi, thì giờ đi tới bà Đặng để tìm chút bình yên với chút thư giãn xem có được không nhé. Hãy vô cùng Phong đi thăm ngoại, đã lâu rồi không đi vô đây thăm ngoại Đặng, bây giờ vô thăm sức khỏe bà như thế nào, có nhà không đây, có nhà không đây. Ê đừng có phóng lên con, trời ơi mà mừng dữ mày, trời ơi ngoại ơi. Hello. Hello. Cho hỏi phải bà Đặng không? Bà ngồi ở trong mà bà không dám lú đầu ra trời. Tôi không có nghe, bà bước ra đây đi rồi nói chuyện tôi nghe coi. Trời ơi, người bên đông người bên tây nói chuyện sao nghe. Ủa bên này sao bà bế xế bà không đi ra vậy ta, chắc không biết Phong râu rồi. Bước bước ra đây đi bà Đặng ơi, bước ra đây đi. Trời ơi bà chơi cái hàng rào cũng này ông đòi tôi có bước vô cũng không được nữa. Trời ơi bà kêu tôi vô. Trời ơi nó rảy hả là quá trời bà Đặng rồi. Đây nè ha, rào trong rào ngoài nè. Trời ơi ủa hiện giờ bà đang nuôi mấy con chó? Còn hai rồi hả? Sao bữa nay đi mà có tốn kỳ cục hả? Sao đi không nổi? Hôm qua con nghe là nói chuyện là liếu lo mà. Rồi giờ không có ai rồi bệnh lợi hả? Họ bước ra đây đi, trời ơi. Trời ơi bữa nay hôm qua nhìn thấy bà ngon lành quá mà bữa nay nhìn bà thấy hết pin nữa. Trời đất ơi. Bà đi một bước, bà thở một bước, đi một bước, thở một bước. Cái này là hết pin phải không? Mà cái này là phải hết pin đâu. Rồi giờ nạp pin vô rồi nói chuyện tiếp không? Nói gì nổi. Hả? Vậy mà con tin hồi là có pin này là nói nổi á. Trời ơi coi kìa bà má giăng vậy bà kêu mình đi vô. Trời ơi. Đi vô ngoại tìm chút bình yên coi, với sẵn nghĩ hãy nhờ bà, nhờ giả bà chút chuyện coi. Cô ở ngoài nước ngoài đó, con thấy quay cô rồi có gửi tiền cho tôi uống thuốc, rồi có cho tôi đi trị bệnh nữa mà không có gặp ai hết á, không có gặp ai vô hết á. Có người ta nhắn nói vậy đó, nó có gửi tiền cho bà, bị bà... Thôi, không có thì thôi đừng có suy nghĩ nữa. Rồi bữa nay bà tệ quá trời, bà tệ luôn rồi. Có bệnh thì nhờ
người ta dẫn đi bệnh viện. Thôi bây giờ có mở cửa cho con vô không? Không vô gì à? Thôi cửa đụng vô cửa bà rồi nó lỡ nó ngã rồi bà bắt nhỏ đền nữa. Tự mở ra nha. Trời trời trời, hú hồn mà nội. Tự nhiên đẩy rồi. Rồi giờ là cho vô hay là ra đây? Hả? Bà Đặng ư? Người ta nói cậu quay quay tôi rồi cậu không có qua, cậu vô cho ai đó. Là người ta ngồi, người ta không biết tới tôi chủ ý tới tôi mới khổ. Là tôi đổi bạn này tôi bò đi không ha, tôi tự tôi chết rồi, tôi nói mọi lần cậu không qua. Rồi nè. Cậu quay mình ha. Rồi rồi rồi. Qua, nè. Cậu quay nửa tháng rồi cậu không qua. Đứng thẳng lên. Không có được khòm. Khòm nó lú. Nha. Bà mà khòm là nó lú nha bà nội. Rồi giờ cho vô hay ở ngoài đây? Hả? Hả? Vô hay ở ngoài đây? Tự ý của mấy chú thiện nguyện chứ mà tôi muốn sao được. Trời mấy ơi. Chú có muốn thì được, còn mình muốn không có được đâu. Nhưng mà trong đó là nhà của ngoại. Ừ. Mời vô thì người ta vô, mà không mời thì người ta ngồi ngoài đây. Giờ sao? Ừ. Hả? Tôi sợ quay là giao cho người khác rồi tôi đói nữa quá à. Trời ơi, cái đó tùy duyên. Ừ. Vậy là nói có tin là nói tôi. Sao? À, ông không đâu, ông quay bà nha, mà ông vô cho ai á, người ta quay nước ngoài, là nước ngoài có gửi cho tôi tiền. Để bệnh viện uống thuốc, tiền điện, tiền nước nó là không thấy ai, tôi cũng không dám hỏi ai nữa, tôi đâu có biết mà ai quay tôi hỏi gì đó. Cháu, ủa, nè. Là tôi đói, tôi nè. Ăn đồ ăn, tôi 7 ngày tôi bò không đó. Nè, ai nói vậy? Hả? Ai nói? Hả? Ai nói? Hay là bà tự bà dựng chuyện ra? Không, tôi không có dựng chuyện. Ừ, mà sao? Có người nói cái ngày mà chú Phong Râu quay cho bà đó. Dạ. Là chú Phong Râu chú trao cho người khác. Rồi người khác người ta im lặng luôn, không có nói nên bà mới đói chứ. Chú Phong Râu chú quay bà rồi cao tay dài 3 bữa, 4 bữa có đón rồi, ổng không đón. Người ta không đón nữa, bà mới đói vậy đó. Rồi tôi nghe nói có chú qua bên kia. Có qua thăm nhỏ bạn tôi Đặng á. Nhỏ bạn là nhỏ nào? Nhỏ bạn mà có hai đứa con rồi mà lần ở cái nhà cô Hạnh đó rồi chồng bỏ rồi đi mặn ăn rồi cũng sai lầm gì đó rồi bệnh. Bệnh bây giờ thấy tội nghiệp lắm, tôi hỏi thăm chú Đức nè, chú Đức có lợi hoài, nói bây giờ thấy tội nghiệp quá. Thì người ta bệnh con lợi con giúp người ta. Con bạn rồi, nhỏ con, bạn con bà, còn bà ngoại thì lâu lâu ghé thăm bạn lần thôi. Chứ đâu có ai giúp bà nữa đâu. Tại lúc này bà hả hết duyên rồi, hết đẹp rồi. Hết duyên rồi. Người ta duyên người ta giao cho người khác, có bị người ta có cái lọc, tôi không có lọc. Bởi vậy nội nhìn cái tướng mà đứng ẹo ẹo là hết duyên rồi. Đứng dịnh sợ té nè. Vậy hả? Tôi đang huyết áp cao rồi, huyết áp cao quá à. Mà đứng vậy không đứng một chân, đứng hai chân mà đứng một chân, đứng là chống ngẩy nữa. Cái giò hè bước nó lắm. Trời đất ơi, đứng không vững mà đứng hai giờ một chân hè. Rồi, trời ơi coi kìa. Nè, cái chỗ này nó nhọn nhọn, hồi nó đâm vô con mắt cái nó lồi ra luôn đó. Đừng có dựa vô. Thôi giờ nè, đứng ở ngoài đây hay là vô trong nhà? Đứng đâu cũng được. Đứng đâu cũng được hả? Đứng đây cảm ơn hả? Thôi, mệt gì đó. Một là vô trong, hai là ra ngoài. Sao? Trời ơi, quyết định đi, người ta nhờ giả công chuyện xíu coi. Sợ quay là giao cho người khác rồi tôi đổi nữa. Tôi thấy chú tôi run quá à, tôi sợ làm. Nhưng mỗi lần giao quay rồi giao người khác, tôi chào mỗi lần quay á thì 3-4 ngày, 2-3 ngày có tới cho này kia nọ. Bây giờ qua là hết, cái gì cũng hết, đổi khác các cái bò không nổi tới bò để chết đói đi bò, không dám nói với ai hết, nó sợ người ta cười. Bởi vậy cứ đuổi lấy rắn cắn ta không còn sao ta giúp quá. Thả rắn đều điêu rất rắn vừa cắn ta không sao ta giúp quá hả? Nói đúng quá em ru hả ngoại. Có người ta nói vậy nè. Sao? Cậu Phong Râu quay cho bà, tôi nói thiệt với bà, rồi cậu giao cho người khác. Người khác cũng có quà cho bà nữa nha. Có quà thi bệnh hoạn, chở đi bệnh viện, rồi cho cơm thuốc, rồi có cho tiền nước, tiền điện.
nói vậy á. Chết mẹ rồi hả? Người ta nói vậy, tôi là cũng im lặng coi có không, cũng không có thấy. Tôi tự ái, tôi đâu có hỏi, tôi có quay bà nào đâu mà hỏi tôi. Tôi có quay bà đâu, tôi có biết gì đâu. Tôi sợ vậy đó. Trời ơi, con qua đây con tìm chút bình yên. Trời ơi, coi nè, bà nội qua cũng ăn hiếp con. Rồi hai bà nội, bà hai với bà tư cũng ăn hiếp con. Qua đây để bà tưởng bà binh con, giờ bà cũng ăn hiếp con nữa. Sao số con khổ dữ vậy nè. Nè, bà nội, bà ngoại. Ở bên Sa Đéc có cái bà kia kìa, bà hung dữ lắm, 99 tuổi rồi. Bà quýnh con, bà lấy cây rồi bà lấy đá bà trội á. Bây giờ mướn bà đi Sa Đéc xử bà đó, chịu không? Hả? Không có dám bị gì á, hướng về dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc thì không dám giữ với ai hết á. Nhưng mà cái bà đó 99 tuổi rồi. Bà, giờ bà ngoại nhiêu? 83 tuổi rồi. Ừ, 83 là dư sức dư 99 rồi. Bà kia hả, bà lấy cây bà chọt con luôn. Bà lấy đá bà chọi luôn, bà chửi con hoài luôn á. Bây giờ mướn bà đi ra Sa Đéc giải quyết cái bà kia, đi không? À, tôi bây giờ tôi không dám đi với ai hết á, bởi vì có mất lòng tin một lần, tôi đói tôi bò đi rồi, được sống đây cũng nhờ phước. Vậy hả? Ừ. Giờ hết tin luôn hả? Bị gì tôi sợ quay tôi á, là ra cho người khác nữa, là tôi chào đại chúng không lâu hoài, không thấy chúng không lâu thì biền biệt. Trời ơi, gài nữa ta. Tôi không dám hỏi ai hỏi, tôi có quay bà đâu. Ôi, chơi gài nữa ta, gài phong râu nữa ta. Trời, lâu lâu có duyên ta vô ta thăm thôi, sao bị gài nữa? Bị sợ. Làm thấy mà lần nữa là mừng, thấy qua quà, qua quay thì mừng. Rồi tới quay là ra cho người khác. Thôi người... bây giờ vậy là bữa nay về thôi, con về nha. Không quay nữa vậy thôi, cũng hết duyên ha. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Thầy, vô. Vô mới nói nhiêu vậy đi vô. Cậu qua rồi, tôi sợ cậu qua rồi được quay tôi rồi để tặng quà cho người khác hưởng, là tôi đổi kháng nên tôi sợ quá ha. Dạ. Ừ, quay người nào là phải cho người đó hả? Trời ơi, bữa nay nhõng nhẽo nữa trời ơi. Đâu có người dạy. À, có người dạy hả? Ai dạy bà vậy? Cũng trong bọn. Dạ, trong bọn luôn hả? Trời ơi, sao bữa nay để người ta muốn gửi quần quà cho tôi ha, gửi cái gì ha, cái gì cũng nhờ cái người đó lại nói với tôi, là tôi cũng im lặng thôi, có hay không không có thì tôi biết rồi. Do tôi nhờ người kia không có nói mạng, nhưng mà có nói bằng tin nhắn. À, chứ không có lên quay nha. Sao hả? Có nói bằng tin nhắn. Vậy hả? Có nói làm sao vậy đó. Thôi bây giờ để con vô nhà nha. Trời ơi, sao bà nuôi gà nữa hả? Ủa dạ, đau đầu quá, trời ơi, trúng đầu rồi. Ơi, sao bà chơi bà văn nha, bà văn đủ thứ cạm bẫy chân nha bà đại bà ngoại. Đặng cho chậm bất tiếng người ta, đặng mình la lên được cho bà con chạy lại còn người ta. Thôi nè. Đừng có la nữa. Rào rác ba đặng cho chậm bước tiếng của người ta ra vô. Vậy là mình chặn lại ha. Lúc la thì người ta chạy lại còn thủ phạm ở đây. Bây giờ nè, con đi vô đây con tìm chút bình yên với ngoại mà thử giờ sao mà ngoại áp đảo con quá vậy? Không có. Tự giờ hả, phải chi? Ừ, Phong ơi, con có khỏe không? Không thấy hỏi thăm gì trơn vô. Con quay bà đặng rồi con trao lại cho người ta, đặng người ta hưởng phiếu quà cho bà đặng, bà đói bà bò bà đi. Dạ hả? Hôm qua nhiều quà quá trời mà đói gì mà đói, gặp ai cũng than chân nhả. Hôm qua sữa uống nhóc chân mà. Đó, thấy không? Bắt bài, dính cháu. Có sữa phải không? Hả? Im ru rồi. Đói khát quá, thèm uống anh lắm rồi. Ủa? Vậy là hết đói rồi. Trời ơi, con vô đây á, con tưởng bà đặng bà thương. Bà sẽ hỏi, lúc này khỏe không? Có ai ăn hiếp con không? Để bà ngoại bà binh. Ai nhà vô đây bà không bên. Sợ quá à, sợ qua quay rồi trao cho người khác nữa. Là người khác lãnh được quà, là người khác. Tôi có quay bà đâu. Tôi có biết cái gì. Tôi cũng khổ lâu chưa tôi sợ vậy đó, là tôi tâm hoài không thấy nhọn nhỏ kia nó lại nó báo tin ngoại. Rồi nhọn nhỏ kia có tin nhắn chứ không dám trả lời ra ngoài dùm ngoại. Nhỏ kia cũng bạc con với chồng tôi ngoại.
Dạ, con ngoại nói cho người ta biết nha. Ừ, hỏi bà nè, bà không trả lời trơn mà đúng hoài ha. Ừ. Con với ngoại bao lâu rồi không gặp ra? Hả? À, từ ngày chú quay tới vào Điền Điệt luôn. Là bao lâu rồi? Ngày đó là anh khoảng mùng 5 tháng 5 hay gì đó. Trời ơi, nhớ luôn vậy hả? Mà giờ á, mới nãy con vô thấy bà ngoại đi vậy là hết pin rồi phải không? Bây giờ cách làm sao để nạp pin giờ đây? Hả? Đâu có biết, bị lâu rồi không có quay tôi. Giờ quay rồi giao cho người ta không mà. Là người ta có nói ha. Ngoại. Có nói cho nhỏ đằng kia đó nha. Bà Đặng bây giờ thì có gửi cho tiền ăn, có cho tiền đi bệnh viện, đau ốm bệnh hoạn mua thuốc đồ uống. Ừ. Rồi lúc đó qua rồi. Là tôi có biết ai đâu. Thời điểm đó qua rồi. Không có ai chào hoài, cũng không có thấy nữa. Tôi nói thôi rồi, cái điều này á, cậu Phong cậu quay mình á vài bữa cậu cũng qua, có kẹt lắm thì cũng tuần lễ qua, giờ cậu Điền Địa thì cậu chắc cậu trao rồi cái cậu quay cho người ta, cậu nghĩ thì chắc người ta cũng giúp đỡ cho tôi sống khỏe rồi nên cậu mới không qua. Tôi có điện sao mà nghe nói đang qua nói tôi điện lần nào cũng vậy rồi. Vậy là ngoài điện trong cái điện thoại tôi nói đang qua cũng không thấy luôn. Có đâu, từ đó lâu lắm rồi. Bà cháu mình không có nói chuyện với nhau. Cũng không thấy gọi. Mà cái đi á, con đi nhiều nơi nhiều chỗ, con giúp nhiều hoàn cảnh chứ đâu phải giúp mình ngoại không đâu. Có biết duyên rồi, lâu lâu con ghé rồi. Con thăm biết rồi. Bây giờ bà nhờ bà giống như bà cái duyên bà nhiêu thì con trao nhiêu chứ đâu phải mở hả con nhận để trao cho người khác, mở hả đưa cho ngoại người ta chữ con rồi sao. Biết rồi, nên đừng có giận con nha. Biết rồi, không có giận đâu. Đúng rồi, cậu có, con nhớ cậu, con bữa nay con có vô nè. Con gái nó cậu đâu có dám làm cái chuyện bất bình đó. Bất bình hả? Con gái cũng nhờ cái đức cha mẹ vậy, cậu đâu có dám làm cái chuyện đó. Lắm, vì cậu dám. Có con gái mà, con gái cũng nhờ đức của cậu. Mà dám làm chuyện gì vậy ngoại? Làm giấy thì cậu quay của tôi, cậu đưa cho người khác qua ra nước ngoài là người ta gửi tiền đồ giúp đỡ cho tôi, cho tiền đồ đó, uống thuốc đồ đó. Rồi thì đâu có ai quay tôi đâu mà người ta vô. Trời tôi ơi. Cậu, tôi trong cậu hoài cũng không thấy người ta. Vậy nói giờ thôi. Nè, con hỏi ngoại người nè. Người ta biết rằng cái thời gian vừa tới đây á, thì không có ai qua hết. Bị bệnh dịch có mình cậu không lâu quay tôi thôi. Vậy chắc cậu trao cho người ta rồi. Thì cái người đó cũng bà con tôi nói vậy đó. Đúng rồi bà ơi. Để tôi thì hết bây nè, giờ tôi bà quay ngoại hết duyên. Bây giờ tôi quay không được thôi. Để tôi nha, tôi nói bằng nhắn tin ra ngoại dùm cho. Thôi bây giờ nè, nếu mà cái kiểu này á thì gặp nhau không vui á, chứ gặp nhau mà trách vậy hoài đó thì con thấy không có vui. Chết cậu ơi, quay tôi là do cho người khác. Vậy là nếu tôi mà ngoại lần này nè tôi chết rồi, bởi hổm tôi còn mạnh thì tôi còn lướt nổi, còn lần này chắc tôi chết luôn ạ. Con nhận chứ, con đi vô đây á để mà con trò chuyện với ngoại cho ngoại vui, rồi con cũng vui, con tìm chút bình yên. Nhưng mà bước vô á thì ngoại không một cái câu gì để mà hả gặp nhau vui vẻ hết trơn á. Mới bắt đầu vô là bà trách con rồi. Con quay cái chị là cậu giao cho người khác. Con quay cái chị bệnh kia thì con trao cho chị bệnh kia, mà bà thấy con trao cho người ta cái bà trách con. Rồi cái đó là cái duyên của họ. Cái bà đó đó, bà nằm một chỗ bà bệnh thì con vô con trao. Thì khi nào con cũng tới con nói chuyện với ngoại, con cũng trao cho ngoại số ít vậy, con nhận nhiêu con trao nhiêu. Nhiều đó chết con, chết gì kỳ vậy? Thôi cậu để kiếm mấy người mạnh đâu, cậu cho đi, tôi bệnh, tôi gần chết rồi, tôi nhận của cậu không biết sao trả ơn cậu được. Vậy hả, đâu có cần trả ơn. Trời ơi, nếu mà nói trả ơn, hả là ngoại nhận con nhiều lắm rồi đó. Thấy không? Bà nhớ bà nhận của con nhiều không? Hả? Sao giờ lại trách con? Ở đó mình gặp nhau hả, bà cháu mình nói chuyện vui lắm mà sao giờ tự nhiên vì một cái câu nói của ai đó mà giờ ngoại lại trách con. Thì nước ngoài người ta nói là nước ngoài, nhưng mà ai nói khi nào con đi tới mới là cái câu nói của con. Còn ai nói cái đó họ thuốc mà ngoại thôi, rồi tự nhiên mà tôi ngoại nghe đâu ngoại sẽ trách con. Tôi với ai hết, con Cam, ăn Cam là cháu chồng tôi đó. Ừ. Thì con nhỏ đó nó nói bà ơi,
ông Phong ổng quay cho bà, nhưng mà ở ngoài sao người ta thấy người khác quay, nhưng mà người ta cũng gửi đồ cho bà nè, gửi tiền cho bà có bệnh thì mua thuốc uống, hoặc chở bà nằm bệnh viện, rồi cho cơm gạo bà ăn, cho tiền mua thuốc uống, cho điện tiêm nước. Bây giờ cắt điện rồi 5 tháng mà cho đóng điện số nhà 156 bà Đặng. Cái này đóng tiền điện cho cái ông Diêm Phước, là cái ông Diêm Phước ổng mướn tao quánh tiền tao chậu tôi đó, ổng xử ổng thua tôi rồi, ổng nhận cam á, cam cam mày làm sao bây giờ cho bà Đặng bắt ra khỏi nhà đi. Cái con cam nó báo về với con ruột tôi đó, nó nói mày phải lên gấp bây giờ chở bà già mày đi về dưới. Dạ. Chồng con nó lên, hai vợ chồng, ba đứa con lên đây đặng chở tôi về dưới. Tôi nói trời ơi, làm sao mà chở được, tao xuống dưới nè chồng mày, nói tôi yêu cầu bà đừng xuống đây nữa. Dạ. Con tôi nó mất dạy, nó quánh bà, mở màn nó quánh tôi. Thôi bây giờ gặp nhau mình nói chuyện cái của mình đi. Sao bà, bà đừng có xuống nhà tôi nữa, bà đừng xuống này nữa, tôi yêu cầu bà. Lên vậy rồi con cam nó kêu tôi phải đi xuống dưới, sao tôi đi được. Cái con tôi nó nói là thôi vậy bà nói cũng phải, mẹ chồng con có nói có con yêu cầu bà đừng có tới cái xíu đó. Tới xíu đó hao tiền, bị con người ta say rượu quánh. Bây giờ ngoại nghe con nói không? Cái gì đâu mà cái chuyện đâu vậy? Lúc này con thấy ngoại lẫn nhiều lắm rồi đó. Đâu có, con cam nào nó kêu con tôi phải bắt đi xuống mẹ chồng Thảo ở. Vậy đó. Thôi rồi. Đi, gặp nhau do trò chuyện đi. Tự nhiên bà tự giờ con thấy là bà nói chuyện gì mà con thấy toàn là trách với móc không vậy? Đã con kêu ngoại rồi, lớn tuổi rồi mình sống hả làm sao? Để cái tâm mình an nhàn đi. Tối ngày bà cứ nghĩ người này vô người kia vô hoài. Con đi vô hả, con định nói chuyện với ngoại vui mà tự giờ vô cái vô đó. Không có ai đó, người ta cắt nước rồi. Thì cái đó ta là cắt nước 5-6 tháng nay rồi, cắt nước luôn rồi. Ủa? Không có ai đóng tiền tiền điện á thì chú quán cơm thạch đóng, còn tiền nước người ta không đóng, người ta cắt luôn rồi. Ngoại con nói ngoại nghe nè. Cái đó là ngoại phải kêu con cháu của ngoại lo chứ. Sao mà ngoại la với con? Lo gì đâu. Ừ. Tôi tính nói cậu cho ngoài Thiện Nguyện nghe, bị Thiện Nguyện có nói cam đã tiền điện tiền nước cho tôi, tiền tôi bệnh chở nằm bệnh viện. Trời ơi, bả gài gài cả luôn, gài con rồi gài luôn Mạnh Thường Quân luôn, vậy chứ vậy, cái đó có duyên. Bị con cam má nó nói rồi tôi mới biết, bà ơi sao bà đói. Bà đói bà không nói với tôi nói ông ngoại cho. Trời ơi, vậy hả? Mắc mớ gì? Nó bảy ngày tôi bò không, tôi đứng không nổi đó. Sao cái đó ngoại kêu con cháu của ngoại lo? Con cháu ở đâu? Ủa, sao mà lại mình phải trước tiên con mà phải kêu con cháu? Con cháu thì lại không lấy cái này, cũng lấy cái kia, lấy cái nọ. Nó lại nói giờ tôi thăm bà, mà tôi ba cha con tôi về đây thăm bà, giờ tôi không có tiền. Bây giờ ba cha con tôi ở đâu cũng không được, ngủ đâu ở đâu không được, đối khác quá. Thì đó, bây giờ là những cái này nó gỡ vô tiếng thôi. Những cái này là những cái ngoại nên nói chuyện với con cháu, chăm sóc cho bà những cái tuổi cuối đời, chứ không phải là trách nhiệm của con hoặc là Mạnh Thường Quân phải lo cho ngoại. Mà ngoại gặp mà ngoại trách như vậy để làm gì? Đó cũng chính vì cái trách đó mà ngoại mất duyên của những cộng đồng, của những người yêu thương ngoại đó. Chứ cậu quấy tôi là cậu không qua, cậu nín luôn là tôi. Ủa? Đói cả 5-7 ngày là tôi đói, tôi khát, tôi trông cậu hoài cũng không thấy cái có tin. Người ta nói người khác quay đợt này nè, có người khác đứng ra ở nước ngoài, người ta cũng có gửi cho bà nữa, có thấy ai nói gì đâu. Con tới để con trò chuyện, để hỏi thăm sức khỏe ngoại thôi, chứ không phải là mỗi lần đi qua là phải có tiền. Ngoại nếu mà ngoại sống cái kiểu đó hoài thì thật sự là ngoại mất duyên của tất cả những anh em. Bởi vì luôn. Tôi đâu có dám trông cậu nữa. Trông cậu, cậu quay rồi cậu vô cái quay cho người ta lãnh tiền, người ta hưởng, còn tôi đổi khổ. Ơi. Nước ngoài người ta tưởng đâu tôi có rồi, người ta mới nhắn tin. Ai đâu mà ác mờ mắt miệng nói kiểu đó, đâm ra là bỏ ngỡ ngàn. Thôi đừng có nói gì nữa hết trơn á. Cái đó, cái duyên của người ta đi ngoại. Nói với cam má, nói với cam biểu, nói với tôi. Vậy là đi tới mà không có vui vẻ. Thôi, hết vui rồi. Bị cậu lỡ rồi.
cậu biển biệt luôn, không thấy cậu nữa. Tôi đói tới 7 ngày tôi đi hết nội tôi bò rồi. Trời. Bây giờ đói lắm rồi phải không? Hả? Coi trong bàn thờ tôi có cái gì tôi ăn không? Tôi nào cơm ra tôi có cái gì tôi ăn không? Bây giờ đói lắm rồi phải không? Trời ơi, công nhận chứ Phong đi qua trò chuyện mà giờ bà quá trời quá đất luôn rồi, cứ gài bẫy Phong hoài. Ôi buồn ghê chứ. Trời ơi. Ngoại ơi. Ngoại. Nó nghe nè. Ngồi dậy đi. Có pin rồi nè. Ngồi dậy đi. Không cậu ơi. Có pin rồi nè. Có pin của... Thôi cậu để cho người khác đi. Có pin của Mạnh Thường Quân cho ngoại rồi nè. Hờn trách chi vậy?